Chào mừng anh em quay trở lại với kênh A Còi. Chào mừng ha. Hôm nay dắt anh em đi tham quan một cái vùng đất mới, một khu vui chơi mới ở Phan Thiết. Cái vòng quay siêu lớn luôn, rất lớn, cảm giác như y hệt trong phim, nhìn rất là thích. Này, quanh khu này lúc đầu vô thì chưa có bán vé anh ạ, chỉ có giữ xe miễn phí để tham quan ngắm cảnh nhé, đi vòng vòng chụp hình. Đây đây chứ cũng không có gì gọi là chơi được hết, mình cũng chưa hỏi nó đợt mình đi khá lâu rồi, ở 4 5 tháng rồi, chắc giờ nó cũng khá hoàn thiện rồi. Để chưa nắng là chơi gì nhìn cảm giác mình trắng thưa rồi đó, nó mới không dư nếu mình dắt cho lên vòng quay này chơi. Đấy, cũng có những người ngựa, cũng có nhiều nhân viên nữa. Chủ yếu mình đi này là mình đi giữa trưa nắng thì quay vòng vòng cho ông nào chưa biết đến vị trí này là chơi, khi nào có dịp mình sẽ tới mình review một chút cho anh chị và gia đình mọi người có thể đi chơi ha, nhìn đẹp thôi rồi luôn. Biển là giáp biển mà cũng là tình cảm này đó, cái tầm nhìn rất rộng luôn nhé, nhìn thích cực luôn, nhưng mà chắc vào trong này cũng không có rẻ đâu. Cái này nó phải đi theo tour giống như khu giải trí chơi ấy, mua vé chơi tất cả các trò, đi chơi từng trò từng trò từng trò như trên Đà Lạt ấy. Này nó chỉ cho tham quan thôi mà được. Căn nhà gì này.
Đây chưa có gì. Ồ, trên kia một đống nhà nó dựng lên kìa. Ủa, nhà đẹp chưa?